Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 96, The Neighborhood Watch. The Neighborhood Watch là một thực thể có vẻ bề ngoài giống như nhãn cầu của con người, được cho là phổ biến ở level 9, dù được xếp cùng hạng với những thực thể đáng lo ngại trong level 9, với thực thể số 63, Mango. Nhưng Mango chỉ xuất hiện trong một số sự kiện đặc biệt, còn thực thể số 96, như mình đã nói là cực kỳ phổ biến, nên điều này càng làm chúng trở nên nguy hiểm. Chúng cực kỳ thù địch và luôn săn tìm con mồi là những người lang thang bị lạc trong level 9. Dù vậy, nếu bạn lẩn trốn ngay lập tức khi nhìn thấy chúng, thì bạn sẽ ổn thôi. The Neighborhood Watch có tổng cộng 3 loại cá thể, lần lượt như sau: Watcher, Strider, Screamer. Mỗi thực thể đều có một mức độ nguy hiểm và khả năng khác nhau. Vậy nên, chúng ta cùng đến với Watcher là những cá thể có hình dạng là một con mắt lơ lửng với nhiều dây thần kinh trồi ra khỏi màng mạch của chúng như những xúc tu. Con mắt của Watcher hay chính là Watcher có màu đỏ ngầu và không hề có mi mắt. Giác mạc của chúng cứng như sắt và có thể gây thương tổn nghiêm trọng. Khả năng đặc biệt của Watcher là đồng tử của chúng sẽ phát ra một luồng ánh sáng. Bất kỳ người sống nào bị luồng ánh sáng này chiếu vào, họ sẽ bị biến thành cát bụi. Còn những linh hồn xấu số bị ánh sáng này chiếu vào thì họ sẽ cảm giác được nỗi đau trước khi chết. Trong vòng 5 giờ, quá trình này có thể được mô tả là cực kỳ đau đớn. Giờ thì chúng ta cùng đến với cá thể thứ hai, Strider. Dù không quá mạnh mẽ như Watcher, nhưng Strider lại có những điểm sáng để bù lại cho những điểm yếu của Watcher. Thực thể này là những cá thể có 6 chân, mỗi chân được tạo nên từ những phần của màng mạch, dây thần kinh và tĩnh mạch của chúng. Mỗi chân đều dài xấp xỉ hơn 2,4 mét. Bên cạnh đó, chúng cũng có một dây thần kinh thị giác thò ra từ màng mạch. Phần giác mạc của chúng mỏng hơn so với Watcher, nên mắt của chúng thường ở vị trí cao để không bị tổn hại. Nếu bạn biết được vị trí con mắt của Strider, thì việc sử dụng những vũ khí tầm xa sẽ được khuyến khích. Mình có nói rằng Strider có những điểm sáng nhất định, vậy khả năng đặc biệt của Strider là gì? Có thể nói, dù với chiều cao lớn, nhưng Strider lại cực kỳ linh hoạt. Tốc độ của chúng vượt trội hơn hẳn so với hai người anh em là Watcher và Screamer khi có tốc độ di chuyển lên tới 90 km/h. Khác với hai thực thể còn lại, chúng cũng nhắm tới những thực thể chứ không chỉ săn tìm mỗi con người. Khi nhìn thấy mục tiêu là con người hay bất kỳ thực thể nào, chúng sẽ hấp thụ sinh lực của họ bằng con mắt của chúng. Đồng thời, chúng còn có thể thao túng vật chất xung quanh. Cuối cùng, ta sẽ đến với cá thể cuối cùng trong bộ ba khốn nạn của thực thể số 96 là Screamer. Screamer là những thực thể hình mắt người, có thể được tìm thấy trong hồ bơi, bồn rửa, bồn tắm và mọi nơi có nước tại level 9. Mắt của chúng có thể cử động tự do xung quanh màng mạch của chúng. Xung quanh màng mạch của Screamer có 10 hệ thống thần kinh thị giác và cơ thể của chúng có cấu tạo giống bạch tuộc. Do mắt của chúng có khả năng thẩm thấu nên chúng có thể di chuyển tự do dưới nước qua các đường ống cống rãnh. Nếu bạn lọt vào tầm mắt của chúng, tệ hơn là bạn đang đứng gần nơi có nước như bồn tắm thì chúng sẽ áp chế bạn bằng những chiếc xúc tu để dìm chết bạn và sau đó ăn thịt bạn. Và như một hệ quả tất yếu thì sự tồn tại của bộ ba này đã khiến cho level 9 đã tệ lại còn tệ hơn. Mặc dù nguồn gốc và thời gian phát hiện của chúng vẫn chưa được xác định. Sau đây là những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với The Neighborhood Watch. Bạn nên tránh xa khỏi tầm mắt của chúng khi nhìn thấy chúng và tìm một chỗ trốn an toàn ngay lập tức. Xác định rõ loại cá thể của thực thể số 96 để tạo ra chiến thuật tẩu thoát nếu chúng ta bị phát hiện. Loại nguy hiểm nhất theo mình nghĩ là Watcher. Bạn không nên gây sự chú ý như tạo tiếng động hay để chúng nhìn thấy bạn vì bạn đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với những thực thể khác cư trú trong level này. Điều cuối cùng, xin bạn đừng ra đấy xong đánh nhau với chúng, không ai sẽ cứu bạn đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.